Xin chào các bạn, hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến thông tin tuyển sinh của một trường đại học khá đặc biệt nằm ở thành phố biển Vũng Tàu, là trường chuyên đào tạo về nhóm ngành dầu khí. Nói đây thì các bạn đã biết trường đại học nào rồi, đó là trường Đại học Dầu khí Việt Nam, là một trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mẹ trường BVU. Chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là 100 chỉ tiêu cho 3 ngành ở hệ đào tạo chính quy và 90 chỉ tiêu cho 3 ngành ở hệ đào tạo liên kết. Đối tượng tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là tất cả các thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Dục và Đào tạo và theo thông báo xét tuyển thẳng của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Tất cả thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phạm vi tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là trên toàn quốc. Ở năm 2021, nhà trường có 3 phương thức xét tuyển độc lập. Phương thức 1, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Dục và Đào tạo. Phương thức 2, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 3, xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông, còn gọi là xét tuyển học bạ. Đối với phương thức này, nhà trường chỉ áp dụng cho chương trình liên kết. Ở năm 2021, nhà trường đào tạo ở 3 ngành hệ chính quy, đó là ngành kỹ thuật hóa học, kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật địa chất, và 3 ngành ở chương trình liên kết, đó là kỹ thuật hóa học, kỹ thuật dầu khí, khoa học trái đất. Năm 2021, nhà trường sử dụng 3 tổ hợp môn xét tuyển cho 3 ngành học của nhà trường, đó là A01, A00, D07. Dưới đây là một số lưu ý cho bạn thí sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển vào nhà trường cũng như học phí dự kiến trong năm 2021 của nhà trường. Thông tin liên hệ: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vừa rồi là những thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin tuyển sinh của trường nào thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Và thông tin chi tiết tuyển sinh của nhà trường mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy clip rồi hay thì đừng quên để lại một like và một share cũng như đăng ký kênh nhé.